Oh, hey, stop! That's enough! I just want one pack. No, not one pack. Xin chào các bạn đã đến với video của Túc Khám Phá. Một cuộn giấy vệ sinh bình thường như thế này giờ đây lại trở thành món hàng hiếm được săn lùng trên toàn thế giới khi mà người dân khắp nơi đổ xô đi mua giấy vệ sinh. Tại sao ư? Hãy cùng Túc Khám Phá tìm hiểu lý do nhé. Trong bối cảnh toàn thế giới lo ngại dịch bệnh, giấy vệ sinh bất ngờ trở thành mặt hàng được săn lùng đến cháy hàng. Các kệ hàng trống trơn ở khắp các nước Mỹ, Nhật, Australia đến Singapore, Hồng Kông, Italia. Cơn cuồng mua sắm đồ đạc để tích trữ phòng dịch đã khiến mọi người vơ vét giấy vệ sinh và mọi sản phẩm liên quan như giấy ăn, giấy lau tay. Tại Nhật, các nhà chức trách phải cố gắng dập tắt tin đồn gây khan hàng giấy vệ sinh. Nhưng thực tế, tại nhà vệ sinh công cộng ở Nhật, giấy vệ sinh đã được khóa cẩn thận hơn đề phòng mất trộm. Thậm chí một số nhà vệ sinh còn đóng cửa. Bất chấp các nỗ lực trấn an, cơn sốt giấy vệ sinh lan ra toàn cầu. Dù nhà sản xuất khẳng định không thiếu hàng, người dân vẫn vét sạch các kệ giấy vệ sinh khiến nhiều siêu thị lớn phải ra quy định giới hạn số bịch giấy vệ sinh mà khách hàng được mua một lần. Ở nhiều nơi trên thế giới, các kệ bày giấy vệ sinh cũng không còn một bịch nào. Hàng dài người phải xếp hàng tới tận cửa kho. Thậm chí đã có những vụ xô xát để tranh chấp từng bịch giấy vệ sinh một. Việc người dân đổ xô đi mua giấy vệ sinh trở thành phong trào với hashtag khủng hoảng giấy vệ sinh, khan hiếm giấy vệ sinh trên mạng xã hội của nhiều nước. Braden Murphy, quan chức cấp cao về y tế của Australia phát biểu: "Chúng tôi đang cố trấn an người dân rằng việc vét sạch các kệ hàng giấy vệ sinh là không cần thiết và không hợp lý vào thời điểm này. Trên thực tế, chưa hề có một nghiên cứu khoa học nào nhắc đến hiệu quả phòng chống dịch của giấy vệ sinh. Tác dụng lớn nhất của giấy vệ sinh chính là làm sạch sau khi chúng ta giải quyết nhu cầu đào thải chất thải. Nhưng tại sao chúng vẫn được nhiều người mua, thậm chí còn hơn cả một số loại lương thực khác?" Sự đa năng. Tại một số quốc gia, giấy vệ sinh còn được gọi là giấy đa năng vì có thể dùng để làm giấy lau tay, giấy lau một số vết bẩn nhỏ và nhiều công dụng khác nên càng trở thành mặt hàng thiết yếu. Và cũng từ đó xuất hiện tin đồn rằng nguyên liệu để làm giấy vệ sinh, giấy ăn được chuyển sang sản xuất khẩu trang khiến nhiều người dân đổ xô tích trữ giấy vệ sinh. Nguồn cung khan hiếm. Cơn sốt giấy vệ sinh ở Hồng Kông, Nhật Bản và có thể là nhiều nơi khác bắt nguồn từ thông tin thất thiệt rằng Trung Quốc là nguồn cung cấp giấy vệ sinh lớn. Việc nước này bị dịch bệnh sẽ khiến cho hoạt động xuất khẩu dừng lại, dẫn đến nguồn giấy vệ sinh bị hạn chế và dần cạn kiệt. Tâm lý bầy đàn phi lý. Các chuyên gia tâm lý tiêu dùng cho biết, các tin tức dồn dập từ mạng xã hội và báo chí làm bùng phát tâm lý bầy đàn phi lý. Trước hết, người ta đi mua sắm đề phòng dịch lan rộng, những món hàng phục vụ cho nhu cầu cơ bản sẽ được đặt lên đầu tiên, ví dụ như nhu cầu ăn uống, rau, gạo, cá, thịt, mì, nhu cầu mặc, quần áo cơ bản, nhu cầu vệ sinh cá nhân, bàn chải răng, khăn mặt, giấy vệ sinh, trong khi những mặt hàng kia có rất nhiều lựa chọn thay thế. Không mua gạo thì có thể mua mì tôm, mì sợi, bánh mì hay đồ khô, thì giấy vệ sinh lại không có thứ gì thay thế được. Tâm lý đám đông. Khi chúng ta thấy những người khác làm điều gì đó, chúng ta cảm thấy mình cũng nên làm điều đó. Đó là những gì các nhà tâm lý học gọi là tâm lý đám đông. Khi đến siêu thị, thấy nhiều người khác mua một mặt hàng gì đó, bạn sẽ cảm thấy như bạn cũng phải mua nó. Khoảng trống lớn từ diện tích lớn. Trong siêu thị, kệ hàng giấy vệ sinh thường chiếm diện tích lớn và khi chúng ta đi trong một dãy hàng hóa chật kín, bỗng nhiên thấy một khoảng trống rỗng, lập tức sẽ thu hút sự chú ý. Giáo sư Deborah Grace của Đại học Griffith nói rằng, điều bạn cần phải nhớ là khi 50 bịch giấy vệ sinh biến mất khỏi kệ hàng thì bạn sẽ thực sự chú ý đến nó vì vốn nó chiếm rất nhiều diện tích. Nó gây chú ý hơn là 50 hộp đậu Hà Lan hoặc 50 chai nước rửa tay đã được mua. Sợ bị bỏ lỡ. Một lời giải thích khác cho hiện tượng này, theo phó giáo sư Nitika Graf, nhà nghiên cứu hành vi người tiêu dùng tại Đại học New South Wales, Úc, là hội chứng sợ bị bỏ lỡ. Đó là khi một người bỗng nhiên thấy hàng xóm, đồng nghiệp mua nhiều giấy vệ sinh thì vô hình chung họ sẽ xuất hiện suy nghĩ hẳn nó phải có tác dụng hoặc có vấn đề gì đó thì người ta mới mua và cũng theo chân đi mua về nhà. Lối sống hiện đại. Rohan Miller, giảng viên Đại học Sydney cho biết cơn sốt giấy vệ sinh cũng phản ánh nhu cầu của mọi người về lối sống hiện đại, đầy đủ mọi thứ phục vụ cho các nhu cầu cơ bản nhất trong trường hợp phải cách ly. Ông nói, giấy vệ sinh không có tác dụng gì để phòng tránh virus cả.
nó chỉ là một trong những thứ nhu yếu phẩm của con người và nhiều người mặc định rằng giấy vệ sinh là thứ nhất định phải có trong thời kỳ dịch bệnh bùng phát. Thời kỳ hoảng loạn. Giáo sư người Mỹ Justin Rufus cho biết, ngay cả khi bạn không quan tâm đến dịch bệnh, bạn vẫn lo lắng là mình sẽ chẳng thể mua được các nhu yếu phẩm cơ bản bởi có quá nhiều người đang đổ xô đi mua. Vì bạn sợ mọi người sẽ mua hết nên bạn cũng cần đi mua. Bạn chạy đến các cửa hàng, siêu thị mua giấy vệ sinh không phải vì bạn cần hàng chục cuộn giấy mà bởi vì bạn sợ những người khác sẽ mua hết và bạn sẽ chẳng có để mua nữa. Giấy vệ sinh hết sạch ở các siêu thị vì toàn bộ mớ hỗn độn được tạo ra bởi sự sợ hãi. Thời kỳ bình thường, mọi người tin rằng giấy vệ sinh sẽ luôn ở trên kệ, vì vậy không ai dự trữ nó. Còn đến thời kỳ hoảng loạn, ai cũng sợ thiếu, dẫn đến dự trữ và sau đó mặt hàng đó bị thiếu thật vì nhu cầu tăng đột biến. Siêu thị không tồn kho. Gary Mortimer, một chuyên gia bán lẻ của Australia nói rằng có hai lý do chính khiến các siêu thị sắp hết giấy vệ sinh. Các siêu thị có xu hướng hoạt động với hàng tồn kho chỉ đủ trong một khoảng thời gian xác định. Nói cách khác, họ không muốn có những kho dự trữ hàng hóa lớn khắp nơi. Họ thường nhận hàng giao tới mỗi ngày với số lượng vừa đủ đến lần giao tiếp theo. Giấy vệ sinh có xu hướng nhẹ và cồng kềnh. Điều đó có nghĩa là các siêu thị chỉ có thể chứa từ 100 đến hơn 200 gói. Dù chỉ có khoảng vài chục khách hàng mua thêm một gói, nhu cầu vẫn đột nhiên tăng rất nhanh và thật khó để giữ hàng luôn có trên kệ. Kết quả là các kệ hàng trống xuất hiện. Vừa rồi là những lý do khiến cho người dân đổ xô đi mua giấy vệ sinh trong những ngày qua. Hy vọng là những thông tin này đã giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này và đừng quá lo lắng nếu thấy mọi người xung quanh ai ai cũng đi mua và tích trữ quá nhiều giấy vệ sinh và những vật phẩm khác. Chỉ cần mua đủ dùng thôi và thực hiện đầy đủ các khuyến cáo chăm sóc sức khỏe là được rồi. Và còn rất nhiều điều thú vị đang chờ đợi các bạn ở những video tiếp theo của Top Khám Phá. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!